mới được bảo vệ. Tôi đã đem giấy tờ của Lindo đấy, đưa cho Lindo rồi, giấy tờ của Lindo ra rồi đấy, thì đây là các kiểu ở phía sau Lindo cũng đọc hết rồi. Và như này nha mọi người đấy. Thì bây giờ là giấy tờ này ấy, đây là chữ của mình, ghi tên của mình ấy. Và đây cái đoạn này là để bỏ ký anh của mình nha mọi người. Thì bây giờ là mình để cho nó trên với bảo vệ cho xong nào. Và cái lấy cái Việt luôn đấy, lấy cái ghi tên của mình luôn đấy. Ok, hello chào các bạn. Ok, hello chào các bạn, mình tên Bình. Ok, hello chào các bạn, tên Xin. Ok, chào các bạn đến với channel Lindo Vlogs của sản ở Châu Phi. Hiện tại hai vợ chồng và em Pino đang ở ngoài trời nha mọi người, tiếp tục bán hàng. Đấy, thì mới có một chị đang vào mới có một chị này đang mới mua đồ ăn đấy, đang ăn nha mọi người. Thì giới thiệu đồ ăn cho mọi người biết đấy, Phui biết rồi, đâu. Và hôm nay là có thêm một món, đây là rau cay nha mọi người, thịt gà đấy. Đây là sườn xào măng ngọt nha mọi người, sườn xào măng ngọt đấy. Và cơm nhá, thì vợ đang xếp lại mấy cái bát nha mọi người đấy. Có cả bao nha mọi người, ai mua măng đua về là sẽ bỏ trong bao, một cái sườn bỏ trong bao nhá, măng đua về luôn đấy, mình hợp lý nào. Ok, thì bây giờ là để cho hai vợ trong chở khách vào nha mọi người, lúc nào khách đến hai vợ trong xếp bán nha mọi người, bán cho khách. O acompañado con frango o carne de porco. O acompañado de frango o carne de porco. Tá bom. Ah, em Pino vừa đi đi bảo hai anh ở bên kia bảo đồ ăn chín rồi, chín cả rồi. Hai anh tại hai anh đặt mấy cái suất là em Pino, thì bây giờ là mình hỏi em Pino nha mọi người, đặt mấy cái suất nhá. Frank vừa đang ở ngoài tư sửa cho con nhá. Tá, poxa. O coisa da verdura. Vão precisar o que é que conta? Ah, ok. Hai anh Tiến vào đây luôn để mà xem biệt của món gì. Dạ, em tất cả xem món này. Por favor, olhem para os seus clientes aí. Yeah. Então, de 500, né? De 500. Ok. Os dois é frango, né? Ah, é frango. Ok. Pino, vai buscar. Tá. Ah, mục cho xí lo, upas, para xí lo. Ah, ah, para levar, né? Sim. Vamos comer lá, já, tá bom. Ah, já. É, todo pôs. Colocando deve porco. Ok. Em đã hai shot phôi nhá. À, biết đâu không. Bên phải đâu? Nó sao mà thấy ra cái vậy phôi vậy vậy còn thế thôi? Nào. À. Não é o que eu quero fazer. Essa me tem bem, do jeito que eu fiz. Sườn sao mặn ngọt. Ê sao kìa nào. Essa tambação pequena. Ok. Ok. Procura ainda colher mesmo aí. Tapa, tapa. Assim. Certo. Ok. E a cota? Temos frango. Seja bem-vindo, mano. Temos frango, arroz, fungos, frango e a carne de porco. Vamos servir o quê? Eu vou traduzir para ti. Já. Servir, é? Servir, é? Sim. Vou trazer para ti. Ah, sacolinha. Passa pé ainda isso, não vai. Pino. Não, ele está com. Oh, Cota. É como você. Obrigada. Seja bem-vindo, mano. Aí o Cota. Sim. Yeah. Tem a cadeira. Arroz. Arroz. Yeah. Tá bom. O outro frango. Carne de. É frango. É frango, mano. Não, temos frango e a carne de porco. Carne de porco. Só. Melhor frango. Tá bem. Dois pratos. Tudo arroz? Sim. Tapa só. Vai tapar. Sim. Olha. Ah, corta feijão. Dá. É, não. Põe aqui. Isso. Feijão? É. Frango também? Sim. Não esquece verdura. Dạ. Udah kayak. Anda biasa umpan ya? Si. Badannya paling. Nah, saya tanya. Dapat pin. Não limpas, não acabaste de limpar. Limpa bem. Espera. Para tapar. Yeah. Esse também, limpa bem mesmo. Ah, saco. Depois arrumar bem. Não tem. Vamos usar uma essa aqui, depois só trazer. Vamos buscar até. Abre bem. Dinheiro. Levar e pegar também embaixo para suportar. Ok các mọi người, đấy mọi được bảo vệ tôi đã đem giấy tờ của Lindo đấy, đưa cho Lindo rồi, giấy tờ của Lindo ra rồi đấy, thì đây là các kiểu ở phía sau Lindo cũng đọc hết rồi và như này nha mọi người. Đấy. Thì bây giờ là giấy tờ này ấy, đây là chỉ có mình ghi tên của mình ấy, và đây cái đoạn này là để bỏ cái anh của mình nha mọi người. Thì bây giờ là mình để cho nồi trên vội bao về cho xong nào, và cái lấy cái Việt luôn đấy, lấy cái ghi tên của mình luôn đấy. Ok. Esse nome do bilhete tá Arlindo Tinho Mário Mohatir. Mas esse aqui pode se meter só assim, não tem problema. Arlindo Manuel Viegas. Certo? Este aqui é o meu nome, Mingui Roy. Thì ông Bao Về cũng có mấy cái bức ảnh của mình rồi. Thì nữa mình ông Bao Về chứ có bỏ đấy cái anh của mình nha mọi người. Yeah. Então depois o chefe só vai fazer a colagem da minha foto. Certo. Tá bem. Đấy, để cho ông Bao Về quay lại để mà bỏ cái anh của mình. Đấy, xong là Bao Về quay lại để đưa cái giấy tờ cho mình nha mọi người, để cho mình cam luôn nha mọi người. Ok, cam cách để ở nhà, có vấn đề gì là có giấy tờ đấy rồi nha các bạn nhá. Đây, giấy tờ của mình ra rồi. Đấy, được rồi. Đấy, dạ. Certo. À, ta bè. Đấy, cái này là cái đoạn này là mình đọc rồi, mình hiểu là hay là có cái vấn đề gì nào, hay là có cái gì muốn làm như nào, tất cả. Đấy, mình cũng đọc và đọc, mình cũng hiểu rồi. Đấy, cái ok, không có vấn đề gì đâu. Còn có cái gì để mình không biết ấy, ông Bao Về Việt đấy cả hết, Việt hết cả đấy rồi, mình cũng vừa cũng đặt rồi, mình hiểu rồi. Ok, thì bây giờ là để cho ông Bao Về quay lại về bỏ cái anh của mình đấy, xong nào quay lại vào đấy để mà trả cái giấy tờ này cho mình cảm luôn đấy. Đấy, yeah. Isso tem a nossa fotografia, uma aula fotográfica e depois, então vamos só esperar o chefe quando Voltar de novo, né, chefe? Sim. Ok. Trừ, thì bây giờ trừ ông bảo vệ quay lại để xem như nào. Đấy. Sườn, sườn. Pino, prepara já, já. A colher grande também, tem que preparar já também a colher grande para servir com ela. Ok. Yeah, entrega só. Ok, ok. Mọi người nhá, Lindo lại ham lại để cho nó nóng, khác ăn mì ngon nhá mọi người, để cho nó nóng, ham lại nhá mọi người. Yeah. Outra fush? Yeah. Lonjanga. ¿Algo carne de porco? Sí, mamá. Không phải này nè. Đấy, hâm lại cho nó nóng. Khắc ăn mới ngon nhá. Ra bên. Ok. Oh, verdura, não perguntaste mais nada dela? Nada, perguntei. Tem que meter verduras. É, mas... Estamos a filmar. Está entendendo? Sim. Arroz com verdura. Hâm lại mì cả, hâm lại sườn và thịt gà cũng hâm lại để cho nó nóng. Ăn mì ngon. Mình vừa ăn xong nha mọi người. Em bên này cũng vừa ăn xong nhá. Cái mình sẽ gặp lại Ashley. Yeah. Acho que ela disse vai almoçar aí fora. Ah. Pode desalmoçar aqui, mãe. Pode sentar. Tá bem. Sim. Vai almoçar fora, né? Pode almoçar aí fora. Tá bem. Tá bom. Sim. Chị này ăn ra ngoài để ăn ở ngoài cho mát. Bảo như thế. Chị này bảo như thế. Ra ngoài để ăn ở ngoài nha mọi người, ngồi ở ngoài. Ok các bạn nhá. Thì bây giờ là cũng rành khách rồi, cũng gần chiều rồi. Thì cái thùng hai vợ chồng tiếp tục bán hàng nha mọi người. Đấy, và bán thêm một lớp nữa. Nếu mà không có khách, hai vợ chồng sẽ dọn hàng về nhà mọi người. Thì bây giờ là hôm nay là hai vợ chồng không bán được nhiều đâu, không bán được heo đâu. Đấy, thì bây giờ là để cho hai vợ chồng tiếp tục bán hàng nhá. Pino pergunta sobre mano aqui. Ya ya. Sí. Ok, thì bây giờ là mình sẽ đi qua cái chỗ bảo vệ để xem mà ông bảo vệ đã làm giấy tờ đã xong chưa hay là không nha mọi người. Ok, thì nếu mà làm giấy tờ xong rồi á, mình đem về nhà, đưa về nhà đấy để cắt ở nhà luôn đấy. Vì giấy tờ này giấy tờ ở chợ. Đấy, thì bây giờ là mình nói chuyện với vợ. Dạ muốn đi. Continua atender, eu vou buscar o documento aí de segurança. Tá bem, tá bem. Ok mọi người, thì bây giờ là xin phép cả nhà, video này sẽ kết thúc, xin dừng tại đây. Mọi người theo video này hãy thấy ý nghĩa và đăng ký kênh Lindo Vlogs Quốc sản ở Châu Phi để ủng hộ hai nhóm nhá. Chào các bạn. Chào các bạn. Đấy, thì như này, nếu mà có thể là không bán được nhau ấy, mình tiếp tục bán hàng. Đấy, mọi người từ cái gì khác từ vào nha mọi người, khác từ vào mua luôn đấy, chắc là thứ nào bán được nhé. Ok, chào các bạn nhé. Chào các bạn nhá. Chào các bạn. Ok.